anh em. Chào mừng anh em trở lại với cái kênh mình nha. Hôm nay thì mình sẽ vào đây cho anh em từ game, đây là cái rất khó kiếm nha anh em. Các bạn nhớ vào sự kiện mình dành nhận quà free mỗi ngày nha. Hay chia sẻ Facebook mỗi ngày được 3.000 đồng này. Đấy, có co re mình sẽ tặng anh em này. Thì chơi game xui thì đương nhiên cái gì quan trọng nhất anh em, đương phải may mắn rồi đúng không? Thì vốn mình hôm nay 25 mê, ở đây có rất nhiều con game. Nhưng mà hôm nay thì mình có lẽ mình sẽ vào đây chơi một game, đó là game bắn cá anh em ơi. Không, bắn cá khó ăn lắm. Game bài rõ đen anh em. Hy vọng hôm nay nó sẽ cho mình ăn thôi, đừng có cho toang được anh em ạ. Chơi thì ai chẳng muốn thắng bao giờ đâu, ai chẳng muốn thua đúng không? Không ai muốn thua đâu anh em ạ. Chơi ai muốn thắng cả thôi. Nhưng mà quan trọng là thắng được hay không anh em ạ. Chơi ai chẳng muốn thắng, nhưng mà thắng được hay không nó vẫn điều quan trọng nhé. Mỗi lần mình đánh 3 mê anh em ơi, cứ chơi từ từ dần dần mà lên. Còn đòi một phát lên luôn này đéo có đâu, cứ cái gì từ từ mà lên thôi anh em ạ. Điều gì như vậy thôi. Ăn ai chẳng muốn ăn. Đây này, thắng chắc ở đây. Thắng chắc ở đây. Xời. Phán đầu như thế này thì tuyệt vời quá rồi. Tuyệt vời quá rồi anh em ơi. Quá tuyệt vời rồi anh em ơi. Thắng ván này luôn này, ngon này. Đấy rồi. Hên thế. Hai lần đều thắng kìa anh em. Hai lần đều thắng đấy. Quá là ngon đấy anh em ạ. Có đơn giản đâu, thắng như vậy là hên rồi đấy. Thế mà không thắng kìa, bài nó còn thấp mà. Nhưng mà mình vẫn đéo thắng là đéo thắng thôi anh em ạ. Đơn giản như vậy thôi, đéo thắng là đéo thắng thôi. Chứ cho dù bài nó thấp như thế nào mà mình đéo hên thì cũng đéo thắng thôi anh em ạ. Chơi dần dần mà lên thôi anh em ơi. Tía, nó còn ra con 9 hay sao, nó ra con dưới dưới đi. Nghe nó kìa anh em ơi. Gần tháng là tự nhiên nó lại thua lại một chuỗi kìa. Đèn thế nhỉ. Lo đấy anh em ơi, lo thua lại đấy. Toang rồi. Đây rồi, thắng. Thắng anh em ơi, hên đấy. Con 10 là con thấp đấy anh em, có vẻ cao gì đâu. Mà nó có cơ hội đôi nhiều lắm mà. Mà do vẫn hên anh em, 5 mê tiếp đi. Không phải đánh 3 mê đang hên, bây giờ đánh 5 mê đang hên thì mình cứ đánh 5 mê thôi. Khi nào 3 mê xui thì mình sẽ đèo đánh 3 mê, nó đơn giản như vậy thôi anh em nha. Kìa, điên thế. Vẫn bài poker xem sao nào. Ui rồi ôi, ui rồi ôi, thua một chuỗi liền, đánh bài poker này sai lầm quá rồi. Quá sai lầm rồi anh em ơi. Đây. Cũng sai lầm ấy, bởi vì đánh bài poker lúc này giờ toàn thua không ấy chứ đâu. Đây này, mấy hòa vốn này. Ui rồi, chuồn đi. Chuồn lần nữa đi. Chuồn đi nào. Đúng rồi. Ui. Riraqui kìa anh em. Ôi chàng ơi anh em, là anh em ơi. Quy ra quy nữa. Đen vậy ta. Quá đen luôn đấy nhở. Đánh con game đéo này nói một chuỗi thua luôn anh em. Đéo thắng vần nào luôn đấy. Ca ra ca bố mày chịu. Mười mê lại này, 25 mê, tổng vốn 25 mê đấy anh em ạ. Đéo phải dễ dàng mà ăn lật lại nó đâu. Không dễ đâu anh em ơi. Bích đi nào. Đúng là bích luôn kìa. 7 ra 4 này chứ. Cái gì vậy ta. Xui đéo phải xui một chuỗi luôn đấy. Mà hên non hên một chuỗi luôn đấy anh em. Đúng là game hên xui có khác chứ. Ăn này rất ngon nhưng mà thua một cái này toang ngay. 6 mê này. Mình không cần nhiều đâu anh em. Thật sự mình không cần nhiều đâu.
Bây giờ mình chỉ cần thắng xíu là mình đã mừng lắm rồi. Đéo cần thắng to ở đâu. 25 mê thì mình chỉ cần lên tầm 3 mê, thắng 5 mê là ngon rồi. Thì bé hôm nay nó đéo hên anh ạ, nó đéo hên. Đéo hên này thôi, phải ăn non, ăn nhọ thôi. Bẫy ra bẫy kìa, má nó kìa. Ôi Giàng ơi, là Giàng ơi, 6 ra 2 kìa anh em ơi, là anh em ơi. Thua lại đấy. Trên luôn đi. Má nó đeo trên anh em ạ. Chịu rồi anh em ơi. Thôi bây giờ thua đã thua rồi anh em. Bây giờ mình sẽ bơm vào 25 mê anh em ơi. Một là thắng, hai là thua luôn. Cay lắm rồi đấy. Thua rồi anh em ạ. Còn gặp phòng mới mới đào. Bịch đi. Bịch đi. Đúng rồi. 41 mê này. Thắng bên này thắng rồi, được biết ngay mà. Ngon rồi anh em ơi. Ngon rồi đấy. Ván đầu như thế là lộc lá rồi. Ôi giời, thua 4 mê lại rồi. Nó lên nhanh mà lên xuống nhanh anh em ạ. 1 mê lại này, rô đi. Trời rô cái này đẹp này. Trời ơi, sao những ván này nó đéo ra đây. Trời ra cái là mình kiện hòa vốn thôi là nghĩ được rồi. Bởi bây giờ vốn là mình là bao nhiêu rồi anh em ơi. Vốn bây giờ 5 tổng là 50 mê rồi anh em. Đéo thắng ấy chịu rồi. 40 mê lại này. Lên lại nào. Chuồn đi. Không phải chuồn về ít, chuồn đi. Bích nó về kìa. Ôi Giàng ơi, lại thua lại rồi. Cái gì vậy ta? Nó có cho ăn xíu nó lại cho xuống anh em ạ. Đéo tin luôn đấy. Đây này. Đây rồi, 37 lại này. Thôi đánh đen đi, nằm mê thôi. Đánh phải nhiều con game anh em ạ. Không đánh một con game là dễ toang lắm. Ma đổ thăng mới đầu. Nghe nói cho kìa anh em. Cày với liều rồi. 45 này này. Còn 5 mê thôi anh em, thua 5 mê thôi này. Thắng chỉ cần 5 mê thôi anh em, đéo cần nhiều đâu. Mà lên 5 5 mê là nghĩ này. Gần lên được đấy anh em. Ôi rồi ôi. Cơi nè. Cơi đi. Rô kìa, còn một xíu là thắng, nó đéo cho thắng anh em ạ. Còn xíu là thôi là nó thắng anh em. Nhưng nó đéo cho thắng thôi à. Chứ đéo biết nguyên nhân vì sao nó đéo cho thắng anh em ạ. Chịu luôn đấy, bẫy ra hai chịu, bố mày chịu. Thua lại luôn này anh em kìa. 6 ra 4 chịu. Hai tám lại này. Lo thật anh em ạ. Lo thua luôn đấy anh em. Một đen thật đấy. Ba ba lại này. Hôm nay mình chỉ hòa vốn thôi anh em ơi. Bởi có những ngày đéo thầy thắng nội nó thì phải hòa vốn thôi. Cần gì nhiều đâu. 9 ra 9 là bố mày chịu. 9 ra 9 anh em ạ. 9 ra 9 đấy. Nó bị bởm kiểu đó đấy anh em. Rồi đây rồi. Đây rồi anh em ơi, 38 lại này. Cơi. Cơi nào. Đúng rồi. Tuyệt vời luôn em, 47 này. Thắng lên thế nào là nghĩ nào. Sợ anh em, nhưng pha gần gần thắng như này là sợ bó biết ngay mà. Gần gần về bờ này là mình sợ nó lại thua lại đấy. 3 ra 2 anh em kìa. Dưới đi. Ui.
Đen thế nhở, gần gần về bờ nó lại cho toang lại anh em ạ, đéo hiểu nguyên nhân vì sao luôn đấy. Gần gần thắng lại nó lại cho thua này, đó biết ngay mà, biết ngay như vậy mà. Đen đến thế chịu thôi, 5-1 đây này, thắng một mệt. Và nghĩ 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 anh em ơi, nghĩ là đéo nên đánh này nhá, đánh là tí nó còn một cái nịt thì sao đúng không, nghĩ nhanh anh em ơi, bye bye anh em nhé.